Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Ngày đầu tiên đến trường của các bé cũng luôn là những khoảnh khắc mang đến nhiều cảm xúc. Đó có thể là những nụ cười trong niềm vui hân hoan, phấn khởi, nhưng đó cũng có thể là những giọt nước mắt trong sự bồi hồi, bỡ ngỡ khi sắp phải xa vòng tay yêu thương của bố mẹ để đến với một ngôi trường hoàn toàn mới, ngôi trường mang tên Trẻ Tài Năng, Vườn Trẻ Thơ. Các con lớp bát can và lớp mầm là những em bé nhỏ nhắn, đáng yêu nhất của trường. Ngày đầu tới lớp, các con còn khóc nức nở và rụt rè, nhưng giờ đây qua sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, bước đầu con đã tự tin, mạnh dạn bước lên sân khấu thể hiện những điệu nhảy vô cùng đáng yêu mà chắc chắn rằng khi các con lớn lên và xem lại thì đó sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Và ngay bây giờ chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay chào đón những gương mặt vô cùng xinh xắn, đáng yêu được cô Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Linh dìu dắt tiến vào sân khấu là các em nhỏ lớp mầm 1. Là những bạn nhỏ dễ thương hồn nhiên của lớp mầm 2 dưới sự dìu dắt của các cô Đàm Thị Tơ, Nguyễn Thị Hương, Phan Thị Thảo. Trong trang phục gọn gàng, xinh xắn, những cánh tay đang vẫy chào tiến vào sân khấu là các bạn nhỏ lớp mầm 3 cùng các cô Phí Thu Loan, Đỗ Thị Hồng Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Nhung ạ. Và cuối cùng là những gương mặt rạng rỡ, thơ ngây của các em nhỏ lớp bát can đang tiến vào sân khấu cùng các cô Nguyễn Thị Hồng Giang, Bùi Thị Mai ạ. Xin tất cả quý vị khán giả hãy cho một tràng pháo tay chào đón các em nhỏ lớp mầm ạ. Quý vị, cảm thụ âm nhạc giúp trẻ phát huy tối đa trí thông minh, sự sáng tạo, nuôi dưỡng tâm hồn đẹp những năm đầu đời. Và trường mầm non Trẻ Tài Năng, Vườn Trẻ Thơ tự hào đưa cảm thụ âm nhạc vào học chính khóa cho học sinh toàn trường. Sau đây, để tiếp nối chương trình, chúng ta hãy cùng thưởng thức tiết mục vận động theo bài hát mang tên Bé Heo Tròn Sinh và Cùng Lắc Lư do cô Hoài Thi và các con khối mầm trình bày ạ.